Thank you. Tiếp theo, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Republic of Vietnam. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân và những người đã bỏ mình vì đất nước, để bỏ mình trong cuộc đi vượt biển tìm tự do và nhớ những người đã hy sinh cho dân tộc. Chấm dứt. Thank you. Please be seated.